tìm hiểu về trùng đế giày. Trùng đế giày là đại diện của lớp trùng cỏ, tế bào trùng đế giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định, trùng đế giày được con người phát hiện trước tiên trong thế giới động vật đơn bào, khi chế tạo được kính hiển vi, người ta thử lấy nước cỏ ngâm soi thì tình cờ phát hiện ra chúng và vì thế được gọi là trùng cỏ. Ngày nay trùng cỏ trở thành tên chính thức cho nhóm động vật này và nước cỏ ngâm vẫn là môi trường nuôi cấy trùng cỏ lý tưởng ở phòng thí nghiệm. Cấu tạo của trùng đế giày có hình giống đế dày, cơ thể có hình khối, không đối xứng, giống chiếc dày. Trùng di chuyển nhờ lông bơi, phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm, nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có một hệ thống không bào có bóc hình hoa thị và ở một vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu. Mỗi bộ phận đảm nhiệm chức năng sống nhất định. Dinh dưỡng và sinh sản Trùng dày là động vật đơn bào đã có sự phân hóa thành các bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào có bóp thức ăn gồm vi khuẩn, phụn hữu cơ, được lông bơi dồn về lỗ miệng, thức ăn qua miệng và hầu được vào thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rơi hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định, enzyme tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm và chất nguyên sinh nuôi cơ thể. Chất bã được thải ra ngoài lỗ thoát ở thành cơ thể. Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang, trùng dây còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp. Chúng phân đôi trung bình gần một lần mỗi ngày. Quá trình tiếp hợp xảy ra có thể kéo dài tới 12 giờ ở điều kiện 16 độ C. Nơi sống Trung dai sống ở những vàng cồng rãnh hoặc những vàng nước đục. Mỗi khi đời sống gặp khó khăn khô hạn hay thiếu thức ăn, trung đế dày có khả năng tiết nước thừa, thu nhỏ cơ thể lại, tiết ra lớp vỏ bảo gọi là hóa bào xác. Trong bảo xác, chúng tồn tại rất lâu và có cơ hội được giò cuốn đi để phát tán đến những môi trường mới thích hợp hơn trước. Di chuyển Trung dài di chuyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Vai trò của trung đế dày Trung dày có ích lợi trong việc đóng vai trò là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên và còn làm sạch môi trường nước.